Bên tay mình là hai cái hàng mắt kính. Hàng đây là hàng của chính hãng của Kin. Còn hàng đây là hàng, nó cũng là một hàng của hãng. Ở ngoài thị trường nó nhiều loại lắm. Cái cách phân biệt là mình phải coi cái kính bên trong nó ra sao. Bên trong nó là như vậy nè. Cái này nó cũng hãng nè, hãng bút tóc. Đây bên trong nó vậy. Này cái bao bì nó chỉ có một cái bao bì trắng trong nhựa như vậy thôi. Kính thì nó cũng trong nè, nó cũng trong. Thì nó hơi cứng xíu. Cái gọng nó thì nó khác cái gọng, gọng này gọng trong. Nó hơi lỏng. Nó lỏng lét à, hơi lại nó lỏng lét à. Lại đặc biệt ở đây nè. Mỗi lần khi mà mình gấp cái gọng lại, mình không sử dụng gấp cái gọng lại. Cái gọng này nó sẽ đập vô cái thành kiến, vô mắt kiến. Đập vô mắt kiến này. Nó sẽ làm chạy, cái này là chỉ sử dụng được 3 đến 4 lần là coi như mình bỏ mắt kiến thôi. Nó chạy hết là khó, nó nhìn nó không thấy được nữa. Còn đây là hàng hãng chính hãng của Kin. Bên mình đang phân phối luôn. Đây là bao bì bên trong thì nó như vậy. Có hình logo thương hiệu đàng hoàng. Này kiếm trong cái gì? Kiếm đi trong mỏng nè, dẻo nè, mờ nè, chắc chắn nè, cái này nó không có lỏng, rồi chắc chắn. Đây là nè, nó cũng không có đụng được vô cái mặt trong của con kiếm, thì nó không gây bị cày. Này, hãng thường này.